Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có vô vàn những cái mặt hàng kg đẹp, hàng đang nụ cực kỳ là xinh, thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần với cái giá vô cùng là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt hôm nay hàng phải nói là vô cùng là đẹp, hàng đang nụ cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Hàng đang rất là nhiều nụ và nụ cũng khá là lớn nên là vận chuyển đóng gói thì cũng không thể nào mà giữ được toàn bộ những cái nụ của nó được ạ. Thì cũng sẽ có, nhưng mà hàng thì bên em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ như thế này cô chú anh chị này. Đó, hàng chọn lựa rất là kỹ và đẹp luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg đùi gà dẹt cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo kèn. Đây là cái dòng lan hoàng thảo kèn rừng, chuẩn zin rừng. Nên là cái hàng này để đảm bảo cái mặt bông của nó ạ, thì thường là bọn em sẽ bán hàng khi mà nó đã sổ hoa như thế này, bởi vì nó rất là dễ lẫn với cả, nếu như không sổ hoa thì nó sẽ rất là lẫn với cả cái, dễ lẫn với cả cái dòng hoàng thảo ý ngọc hay là dòng lan ý thảo ba màu ấy, rất là giống với cái ý thảo ba màu luôn đấy cô chú anh chị này. Đó, chuẩn kèn rừng nhá, cây giống rất là khỏe luôn. Đấy, hương thơm dịu dịu rất là thích luôn ạ. Và dòng này thì bên em cũng đã cắt tỉa thân già đi khá là nhiều rồi và hàng đang hoa như thế này. Đấy, những cây hàng rừng thì cây rất là khỏe, cây giống luôn ạ. Em bán với giá là 900.000 cho 1 kg dòng lan hoàng thảo kèn rừng cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này. Hoàng thảo hoàng lạp thì bây giờ là một số cây cũng đang nhú nụ như thế này và cây thì vô cùng là xanh tươi và đẹp luôn. Em bán với giá là 130 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Nói chung là đấy cô chú anh chị nhìn ạ, sơn thủy tiên với cả hoàng lạp thì nhìn khá là giống nhau đúng không ạ. Sơn thủy tiên cũng đang bắt đầu đi vào cái mùa nụ này, cái giả hành tròn vo ngắn nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà cô chú anh chị thấy là nó đã đều cho hoa cho nụ hết nhá. Đó, thì cái dòng sơn thủy tiên thì cô chú anh chị có thể thấy là thân của nó căng hơn và lá dày bản hơn so với dòng hoàng lạp kìa. Em bán với giá là 170 cho 1 kg dòng sơn thủy tiên này nhá. Và bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vôi. Vôi thì bây giờ là lác đác một số cây đã hoa và nhiều cây thì đang nụ như thế này cô chú anh chị này, vôi ngắn ngắn vừa vừa rất là xinh. Đó, dòng lan hoàng thảo vôi thì hoa rất là thơm luôn ạ. Em bán vôi với giá là 100, cũng là 170 thôi cô chú anh chị nhá. Vôi chưa bao giờ rẻ đến thế luôn này. 170 cho 1 kg hàng cây giống. Đó cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm. Và bên này là lô long tu xuân vô cùng là đẹp luôn, mướt mượt mượt như thế này này. Long tu xuân em bán là 220.000 cho 1 kg. Và hoàng phi hạc ạ, toàn cũng toàn là hàng dề thôi, một số cây thì hiện tại cũng đang bắt đầu cho nụ này. Hoàng phi hạc này, riêng dòng hoàng phi hạc này có rất là nhiều mặt bông đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Cái khuôn bông của nó rất là xinh. Hoàng phi hạc em bán là 130 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây là dòng lan ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì cũng đang nụ ạ. Ý thảo ba màu đang nụ này. Dòng này thì cũng ba màu sắc rất là rực rỡ luôn ạ. Em bán ý thảo ba màu này, đây cô chú anh chị này, nụ rất là xinh luôn. Và thân ý thảo với cả thân kèn nếu như mà để cạnh nhau mà không sổ hoa nhìn rất là khó phân biệt luôn á. Em bán ý thảo với giá 160 cho 1 kg. Và bên này là dòng kim điệp xuân. Hàng hôm nay thì em sẽ bán nốt với giá là 130 cho 1 kg, bán nốt nhé cô chú anh chị nhé. Thân căng rất là đẹp luôn. Và hàng này thì về một dạo nữa là lên mầm thì phải nói là cực kỳ là xinh luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Hàng hôm nay em sẽ để cho cô chú anh chị với giá là 150.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, hàng cây thì vẫn đang nụ này. Dòng này thì hoa rất là thơm và độ bền trên 2 tháng luôn ạ. Hoa của nó thì đầy như là những cái bông hoa nhựa luôn nhé. 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg thoải mái cho chú anh chị sưu tầm. Sóc cũng vậy, sóc hôm nay, giá của ngày hôm nay em sẽ để với giá chỉ còn có 110 cho 1 kg. Em sẽ bán nốt cái lô hàng này đi, để nhập cái lô hàng mới về.
Hàng thì cây mùa này thì nó top mất nước như thế này, nhưng mà cái dòng hoàng thảo thì mùa này đều vậy nhé cô chú anh chị nhé. Bên này sẽ là dòng lan ngọc thạch 3 màu này, 160 cho 1 kg ngọc thạch 3 màu, thân căng mướt luôn, và cây thì đang chuẩn bị là mùa chuẩn bị lên nụ nhá, nên là cô chú anh chị sẽ được chơi một cái mùa hoa gọi là trọn vẹn nhất luôn ạ. Đấy thì cái dòng ngọc thạch 3 màu này này thì bao giờ nó cũng sẽ là đây ạ. Mầm gốc thì đang lên như thế này này. Đấy, mầm gốc thì đang lên như vậy ạ. Mùa ghép tuyệt vời luôn. Nói chung là riêng những cái dòng hàng hoàng thảo này ạ, bao giờ cũng là thân già nhiều hơn thân tơ của chú anh chị nhé. Thân già bao giờ cũng nhiều hơn thân tơ của chú anh chị. Bên này là cái dòng lan hài. Đây là dòng lan hài Henry với sắc hoa, những cái bông hoa tím, bông hoa rất là to, sắc tím, láng bóng rất là đẹp luôn này. Cái dòng hài Henry này em bán với giá là 150.000 cho 1 kg, và em sẽ bán từ 0,3 kg, thoải mái của chú anh chị sưu tầm luôn ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có lô đai châu Thái. Bình thường đai châu Thái em bán 450.000 cho 1 kg. Thế thì nhưng mà những cái cây này thì hiện tại là nó có phần hơi lỗi lá rồi cô chú anh chị này. Em sẽ bán lỗ xả lỗ luôn với giá chỉ còn có 350.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị lấy về chăm sóc giúp em. Cái hàng này thì nó phải nói là nó trên tài cái dòng châu rừng nhá. Hoa vừa thơm rất là thơm, dễ thuần dễ chăm. Đây là những cái cây mà đã trồng thuần tại rừng của Việt Nam, vườn của Việt Nam mình rồi ạ. Và cô chú anh chị rất là yên tâm luôn là nó sẽ phù hợp với cả cái thổ nhưỡng. Cô chú anh chị khi mà lấy nó sẽ phù hợp trồng, nó sẽ thuần lại thuần rất là nhanh luôn. Và hôm nay ạ, em có hai cái lô cáo rất là xinh này, em gọi đây là lô số 1 này. Lô số 1 ạ. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5 và 6 cây nhá. Chỗ này cô chú anh chị về ghép vào trụ hoặc là chậu thì cũng được, 1 2 chậu xinh này. Được một chậu rất là to đẹp luôn ạ. Cây là căng mướt như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Và cái lô cáo này 6 cây em bán với giá là 130.000 cho 130.000 cho cái lô cáo này. Mùa này là cái mùa ghép tuyệt vời. Cây này còn có cả lên cả cây con nữa này. Còn cái lô cáo này gọi là lô cáo số 2 đây cô chú anh chị, những cây bé bé xinh xinh mà không bỏ lá chân cực kỳ là tuyệt vời luôn. 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cây ạ. Và nhiều cây lá xếp nữa này cô chú anh chị này. Đó, xinh lắm luôn. Lô cáo rất là xinh này. Và lô cáo này em cũng bán với giá là 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, lô này nhiều cây nhưng mà nó nhỏ hơn nhá. Lô bên này thì ít cây nhưng mà nó lại lớn hơn ạ. Hai lô phi điệp vàng, mỗi một lô em bán là 80.000, đủ cô chú anh chị làm một giò to đùng luôn. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt em bán bên kia 180.000 cho 1 kg. Hoặc là cô chú anh chị mình hãy lấy giúp em những cái chậu đùi gà dẹt rất là đẹp ở đây ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một chậu rất là to, rất là nhiều thân như vậy nhá. Mầm tơ thì lên thôi rồi đấy ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, quá là tuyệt vời luôn như thế này này. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 200 nhá. Cô chú anh chị nào muốn mua hàng cân về ghép thì mua, mà muốn mua cái chậu như vậy về treo lên để thưởng thức là cũng được rồi ạ. Và bên này đây sẽ là cái dòng đen rô xuân, một cái mặt bông mà cực kỳ là khan hiếm và được rất là nhiều người săn tìm hiện nay mà cũng không có hàng ạ. Đó là cái dòng đen rô chớp trắng cô chú anh chị nhá. Đen rô chớp trắng 100% hàng ươm ki và chuẩn mặt bông cây giống. Cây hiện tại là nó đang nụ cao từ 30 cm trở lên. Cây bảo hành mặt bông nhé cô chú anh chị nhé. Bảo hành mặt bông. Và hết cái lô hàng này thì chắc chắn rằng sẽ không kiếm được những cái cây đen đô chớp trắng này nữa. Bởi vì người nhà vườn người ta sẽ không hề xuất nữa. Mặt bông này thì người ta sẽ để nhân giống của chú anh chị nhé. Em bán một chậu như thế này với giá là 180 để cô chú anh chị sưu tầm. Còn bên này đây sẽ là những cái mặt đen đô gọi là mặt bông sổ số. Và một chậu thì rất là nhiều thân. Bên này là em thấy là nó có sẽ sổ ra những cái mặt bông như là cánh tím này, chớp tím đây cô chú anh chị này. Hoa của nó thơm dịu nhá, cái dòng này thì hoa rất là thơm luôn. Đây là chớp vàng nhật này, đây là cái dòng vàng nhật đây cô chú anh chị này. Khi mà nó mới nở hoa ấy, nó hơi xanh xanh, đến khi mà nó càng nở lâu là nó bắt đầu là chuyển sang cái màu vàng rất là đậm, mà độ bền của nó là hơn 2 tháng cô chú anh chị nhá. Hương thơm dịu tuyệt vời luôn. Đấy thì nói chung là mặt bông của nó là mặt bông sổ số, cây thì căng và đẹp như thế này, chậu nhiều thân và giá chỉ có 130 thôi đó. Còn bên kia là hàng chuẩn mặt hoa nhá. Chuẩn mặt hoa thì em bán với giá là 180 và mặt bông là rất là hiếm hiện nay. Còn bên này sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên. Đó, một chậu sơn thủy tiên. Hàng sơn thủy tiên em bán 170 nhá cô chú anh chị nhá. Còn chậu sơn thủy tiên này với giá là 250 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ
Bên này là vũ nữ sô cô la baby này với sắc hoa đỏ thắm, dòng vũ nữ hoa canh năm đây ạ. Và cái dòng vũ nữ nhẹ xanh thì hoa cũng vậy, hàng đang chuẩn bị cho nụ cho hoa nhé. Em bán một chậu như thế này với giá là 140 ạ, 140 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này, cô chú anh chị này, hàng cây đang nụ này, thân căng nuột luôn, bình thường là giá 180 nhé. Hiện tại thì em còn có một số chậu ở đây cũng rất là đẹp, chứ không có phải là kém bọn em bán này. Cô chú anh chị này, thân căng rất là đẹp luôn. Em bán một chậu như vậy với giá là 160.000 cho một chậu này. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Kiều vuông cánh trắng hiện tại săn hàng là không có luôn cô chú anh chị nhé. Em bán 180 cho 1 kg. Hàng này kiều vuông này bây giờ giá hàng cân là 250.000 cũng không có hàng bán luôn ạ. Đó. Cô chú anh chị thấy là cái những cái chậu như thế này thì có khá là nhiều cái thân không có lá, và đảm bảo cô chú anh chị rằng những thân không có lá này thì bình thường khi mà đến mùa hoa là sẽ bắt đầu nhú nụ nhá. Cô chú anh chị nhá. Như đây ạ, như những cái thân hoàng phi hạc này cô chú anh chị thấy này. Tất cả những cái thân mà không có lá như vậy thì nó đều bắt đầu là nhú nụ này. Đó. Và dòng kiều vuông cánh trắng thì em thấy là cái đặc điểm của nó cũng như vậy này. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy cái thân này như là cái thân già luôn. Thế nhưng mà vẫn cứ nhú nụ ra đấy ạ. 180.000 cho một cái chậu kiều vuông cánh trắng ở đây. Đó, hàng thì thuần rất là lâu rồi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng mặt hàng lan đẹp, những mặt bông cực kỳ là VIP mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi để cô chú anh chị có thể chọn lựa và sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Em xin phép được giới thiệu từng cái hình một đến cô chú anh chị này. Trước tiên sẽ là những cái bông, những cái phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Hàng hiện tại đang bắt đầu là sưng nụ và cô chú anh chị lấy là sẽ có một cái mùa hoa gọi là trọn vẹn tuyệt vời nhất cô chú anh chị nhé. Một cái rề kiều tím rất là xinh ở đây ạ. Cái rề này em gọi là hình số 1 và em bán với giá 200.000. Cô chú anh chị được một giỏ kiều tím rất là đẹp luôn rồi nhá. Hình tiếp theo là hình số 2, cũng là nguyên một rề đây. Nguyên một rề hình số 2 này em bán với giá là 220.000 cho rề kiều tím này. Toàn là thân tơ tít như vậy đấy ạ. Đó, thân căng và rất là mập luôn. Đó, cây thì đang bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ rồi. Chuẩn bị chồi nụ đến nơi rồi ấy, cô chú anh chị đây này. Đó. Ồ, chuẩn bị chồi nụ đến nơi rồi. Nói chung là đây cái thân này thì bị gập mất một cái đầu ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, rề này em bán 220. Tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 30.000. Xanh tươi xuất sắc luôn như này với giá 230.000. Tiếp theo là cái hình số 4. Rề kiều số 4 đây cô chú anh chị này. Rề kiều tím số 4 này. Em bán rề này với giá là 280.000 cho rề kiều số 4. Và hình kiều số 5. Với giờ phần kiều số 5 này đủ cô chú anh chị làm một cái giò rất là xinh đây ạ. Kiều số 5 này, hình kiều số 5 này có hai rề cô chú anh chị nhá, được hai giò xinh yêu luôn này cô chú anh chị này. 280.000 cho hai cái rề kiều này đấy ạ. Quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đó, hai rề kiều rất là xinh, 280 nhá. Quá là đẹp luôn. Và tiếp theo là cái hình kiều số 6. Nguyên một rề tròn vo rất là nhiều thân tơ như thế này này. Đấy, cái rề kiều này em bán với giá là 200.000 do rề kiều này này. Lên giò, khi mà lên giò rồi rề này mà sổ hoa thì nhìn yêu lắm đây ạ. Tròn vo rất là xinh nhá. Tiếp theo là cái hình kiều số 7. Hình kiều số 7 đây ạ. Nguyên một rề rất là nhiều thân tơ tít đẹp như thế này. Rề kiều này em xin phép được bán với giá là 280.000 cho rề kiều này. Tiếp theo là cái hình kiều số 8. Hình kiều số 8 đây cô chú anh chị. Cái rề kiều này em xin phép được bán với giá là 280.000 đây cô chú anh chị nhá. Đây là rề kiều số 8. Và bên này sẽ là rề kiều số 9 này, một cái rề kiều xinh xinh. Rề này em bán với giá là 160.000 cho cái rề kiều này ạ. Và một cái rề kiều khủng kia cô chú anh chị, có thể ra một cái tác phẩm tuyệt vời luôn cho mùa kiều năm nay này cô chú anh chị này. Một rề kiều vô cùng là đẹp, cái lá tròn vo và dày cộp luôn ạ. Đó, nguyên một cái rề như hàng nguyên bản luôn cô chú anh chị nhá. Cái mùa tới này cô chú anh chị sẽ có một giò kiều ngắm đã mắt luôn. Em bán cái rề kiều này với giá 830.000 là hình số 10. Đó, hình số 10 cô chú anh chị nhé. Nguyên một cái rề bằng hàng nguyên bản luôn. Rất là nhiều thân tơ đẹp lộng lẫy như thế này. Sang bên này đây sẽ là một cái rề xoắn này. Hoàng thảo xoắn, hoa rất là to, cánh xoắn đẹp độc đáo luôn. Dạ, những cái thân xoắn nù rụt rất là đẹp như thế này. Cái rề xoắn này em xin phép được bán với giá là 320.000 cho hình xoắn số 11 ạ. Hình xoắn số 12, một cái rề gọi là khá là khủng ở đây cô chú anh chị.
Đó, một dề xoắn khá là khủng ở đây. Cái dề xoắn này em xin phép được bán với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho cái dề xoắn này cô chú anh chị nhá. Đó, cái thân rất là to, rất là mập và khỏe luôn. Cái dề xoắn này này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái dề xoắn này em xin phép bán 1 triệu nhá. Tiếp theo là cái hình số 13. Hình xoắn số 13 này cũng rất là nhiều thân tơ tít đẹp. Cái dề xoắn này em bán 280.000 cho dề xoắn này này. Và hình tiếp theo là cái hình xoắn số 14. Chỗ này có tổng là 4 dề rất là xinh. 4 dề xinh như vậy. Cái dề này em bán hình này. Em bán với giá là 260.000 cho cái hình xoắn số 14 nhé. Hình xoắn số 15. Xoắn 15 nó là hai cái dề ạ. Hai dề xoắn này. Cô chú anh chị này, thân căng rất là đẹp luôn này. Hình xoắn này em bán 280 này. Tiếp theo hình xoắn số 16. Xoắn 16 ạ. Nó là nguyên 4 dề xanh tươi và đẹp như vậy nhé. Đây, 4 dề ạ. Đấy, cây này em thấy là đang nụ này, cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Cái hình xoắn này, em bán cái lô xoắn này với giá là 280.000. Và tiếp theo là cái hình xoắn số 17. Đang hoa nụ đây cô chú anh chị này. Rất là xinh luôn ạ. Đó, rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Hoa của nó đây cô chú anh chị này. Cánh xoắn xoăn tít rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp, cực kỳ là bền hoa nữa. Cái dề xoắn này em bán là 280 nhé. Tiếp theo là cái hình xoắn số 28. Hình xoắn 28 này, cô chú anh chị này, thân to đùng luôn, lá xếp xin xít, rất là đẹp như này. Hình xoắn này em bán với giá 310. Và hình xoắn tiếp theo là xoắn 19 này. Dề xoắn 19 này rất là nhiều thân tơ ạ. Đây ạ. Và dề xoắn này em xin phép được bán với giá là 400.000. Và sang bên này đây sẽ là những chậu kiếm nhá. Kiếm Tiên Vũ của chú ý chị nhá. Dòng kiếm Tiên Vũ. Dòng kiếm Tiên Vũ đây ạ. Hàng này thì về cô chú anh chị trồng lên một cái đôn nữa là làm tiểu cảnh. Cũng như là khi mà hoa rủ xuống thì đẹp vô cùng luôn. Đấy, chuẩn bị đến cái mùa hoa của dòng kiếm rồi đấy ạ. Những chậu này thì em nghĩ là chắc là năm nay sẽ cho hoa rất là tuyệt vời luôn đây. Cái hình này hình 20 em bán với giá là 200.000 nhá. Kiếm Tiên Vũ 21 em cũng bán 200.000. Cô chú anh chị cứ lựa chọn đi ạ. Côn lùn rất là tuyệt vời luôn như này. Tiếp theo là hình 22 em bán cũng với giá 200.000. Đấy, tùy cô chú anh chị chọn. Đấy, thân nào chậu nào cũng to uỳnh luôn. Mua hàng cân còn rẻ hơn cả mua hàng cân luôn nhé. Tiếp theo là hình 23 em bán cũng 200.000. Hình 24 này, 24 cũng là 200.000 ạ. Và hình 25 cũng với giá là 200.000. 26 cũng 200.000. Và hình 27 với giá cũng 200.000. Và bên này đây sẽ là dòng trầm cổ siêu nụ cô chú anh chị nhá. Zin chuẩn trầm cổ cô chú anh chị này. Hàng này thì bình thường là em thấy là hiện tại là nhiều người người ta vẫn bán mỗi một thân khoảng tầm ít nhất là 150 rồi cô chú anh chị ạ. Thì hàng này là chuẩn trầm cổ nhé. Thân xoắn tít và đỏ au rất là đẹp như thế này. Khi mà nở hoa thì cái sắc hoa đỏ đậm vô cùng luôn cô chú anh chị. Dòng trầm cổ mà nhà vườn người ta đã lưu giữ giống, một dòng trầm rất là quý mà nhà vườn người ta đã giữ giống rất là lâu. Đây cô chú anh chị, cái thứ nhất là sắc hoa rất là đậm và khi mà nở hoa thì đều nụ như thế này cô chú anh chị này. Rất là sai cho bông, rất là sai bông đây cô chú anh chị nhé. Từ cái phần ví dụ như chậu này từ cái phần gốc lên, thân này khoảng tầm 6-70 cm thì là từ phần gốc lên khoảng tầm 20 cm, trên 20 cm thì lên trên tuốt trên đó là đều hai bên là nụ tăm tắp xin xít đẹp vô cùng như thế này này. Đó, đây là một cái dòng trầm rất là quý mà người ta đã giữ giống rất là lâu đây. Đấy, thân xoắn đỏ vô cùng là đẹp như thế này này. Đấy, nói chung là một cái dòng hàng phải nói là ngắm thân lá đến ngắm mặt bông không có điểm nào để mà gọi là điểm trừ luôn á cô chú anh chị. Và ở đây thì em có dòng trầm cổ. Chậu này là 3 thân luôn nhé cô chú anh chị nhé. Em bán chậu này với giá là 230.000. Tất cả thì nụ cực kỳ là đều, đẹp. Đó, chơi hoa xong rồi con chú anh chị được một cái chậu mầm đẹp và cắt thân già ra nhân giống rất là nhiều luôn. Nhân được rất là nhiều giống luôn nên là cô chú anh chị mua những cái cây này phải nói là vô cùng là hời, vô cùng là hời cô chú anh chị nhé. Chậu tiếp theo là cái chậu số 29. Chậu này 3 thân nụ đều tăm tắp với giá em bán là 250. Đó, 250 cô chú anh chị nhé. Thường hiện tại người ta bán sỉ. Mỗi một thân sỉ như vậy thì em thấy là nhiều nơi người ta bán 90 đến một trên 100.000 rồi một thân á. Nhiều nơi ạ. Đây thì em chuyên lấy với cái mối gọi là mối quen của người ta săn hàng. Chậu này thì hai thân này cô chú anh chị này, hai thân cao khoảng tầm 70-80 cm. Chậu này thì em bán với giá là 100
80.000 cho chậu trầm cổ này nhá. Tiếp theo là chậu số 31. 240 ạ, chậu này là bao nhiêu? 3 thân nhá, 3 thân thêm 2 cái thân bé này nữa. Đẹp lộng lẫy luôn, cái chậu này không phải 240 mà chậu này là 250 nhá. Và tiếp theo là chậu số 32, 190.000 cho chậu này này. 2 thân cao 8-90 cm gì đó mỗi một thân. Nụ đều vô cùng đều. Tiếp theo là chậu số 33. Chậu 33 này thì em cũng có 3 thân nhá. Chậu này 3 thân mầm đẹp vô cùng luôn. Em bán 240 cho chậu này này. Chậu tiếp theo là chậu số 34. 2 thân em bán 190.000, cao khoảng tầm 7-80 cm mỗi thân. Chậu tiếp theo chậu 35, 2 thân siêu VIP. 2 thân siêu VIP cao gần 91 m, em bán là 200.000. Thân to đẹp quá là tuyệt vời. Và chậu này chậu 36 em bán 2 thân 190 và chậu số 37. Chậu số 37 này là 2, 4, 5 thân nhé. 5 thân mầm gốc thì chi chít tua tủa luôn. Chậu này em bán với giá là 260.000 cho chậu 37. Và bên này sẽ là 38, dòng trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ, mặt bông đẹp. Đỏ, rực rỡ như thế này, tím đậm đà rực rỡ như thế này cô chú anh chị nhé. Hoa thì vô cùng là thơm luôn. Trước đây mỗi một thân trầm rồng đỏ như thế này. Đấy, buổi tối mà còn cánh bay đẹp tuyệt vời như thế này đấy ạ. Đấy, với cái thân to nên là bông hoa của nó cũng rất là to và đẹp luôn nhá, cô chú anh chị nhá. Ngay những cái thân đốt này, mầm gốc đang lên tuyệt vời như thế này này. Ngay những cái mắt mà nó không có hoa hiện tại đang bắt đầu là nứt mắt ki rồi nhá. Nên là về cô chú anh chị chơi thưởng hoa xong rồi, cắt toàn bộ cái thân già ra, ngoài cái chậu mầm đẹp tuyệt vời này, cô chú anh chị sẽ còn nhân được rất là nhiều cây giống nữa. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ. Một dàn hoa đẹp rực rỡ như thế này, thơm ngát luôn, cứ đi qua là thoảng cái mùi hương tuyệt vời luôn. Cái chậu này em bán với giá là 170 cho chậu này nhá. Chậu này 3 thân đẹp tuyệt vời như thế này đấy ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 39 này. Chậu này 2 thân nhá. 4 thân ạ, 4 thân ạ và 2 thân đang nụ và mấy thân này không có nụ đang lên ki này. Cái chậu này em bán với giá là 150.000 và tiếp theo chậu 40. Chậu 40 này này. Mấy thân đang nụ nhá. Còn có 4 thân nhưng có 2 thân em thấy là đang nụ, 2 thân này chưa thấy nụ đâu, em bán 160. Chậu tiếp theo chậu 41. Cô chú anh chị cứ ngắm kỹ và chọn hàng giúp em này. 41 là 3 thân đang nụ rực rỡ như thế này, em bán chậu này với giá cũng 160. Chậu 42 một chậu phải nói là siêu mầm. Siêu mầm có 3 thân đang nụ, 4 thân đang nụ và siêu mầm luôn ạ. Giò này cô chú anh chị về trồng thì thôi rồi nhá. Chậu này em bán gọi là bán hàng cây giống đi. 180 cho chậu này, vừa được thưởng hoa một chậu quá siêu mầm như vậy, 180. Và tiếp theo là chậu số 43 đấy ạ. 43 là một chậu 3 thân. 3 thân đang nụ này. Đẹp tuyệt vời như vậy với giá 160 này, 44. 44 cũng là một chậu 3 thân này, nụ rất là đẹp. Mầm xanh với giá cũng 160. Chậu tiếp theo là chậu 44, một thân siêu to khổng lồ cực kỳ là VIP này. Này thì cô chú anh chị mà nhân ki thì được rất là nhiều chậu luôn, cái mắt ki bắt đầu nứt này. Đó. Cái thân này thì nó cao khoảng tầm 7-80 cm gì đó. Chậu này em xin phép được bán với giá là 110.000. Đây là 44 nhé. Chậu 45. Chậu này có đến tổng là 4 thân ạ. 4 thân vừa có ki ở trên thân vừa có nụ này, có cây ấy. Bán 160. Chậu tiếp theo là chậu 46. Chậu này cũng là 3 thân. Đang ki này. Có cả kèm theo những thân già. Thân già cũng người ta không cắt mà có ki luôn này. Chậu này em bán 160. Chậu tiếp theo chậu 47. Cũng với giá là 160. Cũng là 3 thân. Đấy, 3 thân nụ như vậy. Chậu tiếp theo là chậu số 48, 150.000 cho chậu này. 150.000 em thấy là chậu này có cũng có 2 thân đang nụ nhá. Đang lên mầm gốc xinh. Châu Thái thì ngoài hàng cân thì em còn có hàng theo cây này. Một cây cực kỳ là VIP ở đây em bán với giá 160.000 này. Hình 49 ạ, hình 50, cái hình này với giá 210. Có tổng tất cả là 4 cây rất là đẹp nhá. 4 cây cực kỳ là đẹp với giá 210.000. Và hình tiếp theo là hình số 51. 230.000 cho hai cây cực kỳ là xinh ở đây. Chậu tiếp theo là chậu 52, 3 cây tuyệt vời. Đấy, 3 cây to và đẹp như vậy. Cái hình này em bán với giá là 230.000 cho hình này. Và bên này đây thì em có một số những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng, măng lưỡi lợn với giá là 240 cho một túi 1 kg, sim khô 100.000 và mộc nhĩ rừng 70.000, 80.000 cho một túi nửa kg, rễ mũ tần 120 tầm gửi cây chanh, 220 tầm gửi cây nghiến, 190 hoàng tinh 200. Bên này đây sẽ là những cái dòng em có vỏ thông ạ. Vỏ thông em bán với giá là
200.000 cho 20.000 trong kg, và em có size 12 và vào thương vụ nhé. Và bên này em có rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Duy xanh 50.000 và duy đỏ là 60.000 cho một ống, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, atolic là 10.000 cho một gói nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 thái với giá là 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Và cái super thai hormone tăng trưởng nhá. 50.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá dành cho các giai đoạn phát triển của cây đồng giá 35.000 cho một lọ. Siêu dân dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ nhé. Và liền da mỹ tiến là 40.000. Liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. Cái thuốc Kinkin Boom này cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 15.000 cho một gói ạ. 15.000 cho một gói Chicho Đề Ma này, kháng nấm ạ. Và cái dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo em bán 35.000 cho một cuộn đấy ạ. Và cái phân bón dạng túi lọc, một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong, em bán với giá là 35.000 cho một hộp. Cung cấp dinh dưỡng cũng như kích mà dễ tuyệt vời. Và một cái sản phẩm đó là cái mút hữu cơ của Hà Lan 70.000 cho một lọ, một túi ạ. Kích mầm cũng như là kích da dễ tuyệt vời nhá. Bên này sẽ là phân chuồn quế nguyên chất cao cấp. Dòng phân chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp này, em lại quên mất nhớ mang ra. Phân chuồn quế nguyên chất cái dòng cao cấp em bán 35.000 cho một túi nhé. Và bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, và đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm rất là kỹ rồi trong vòng trên 2 tháng. Một cái sản phẩm này nó là hết sức là tuyệt vời, cung cấp giá trị dinh dưỡng một cách tối đa cũng như là hạn chế nấm bệnh tuyệt vời luôn. Sản phẩm này em bán 35.000 cho một túi, và em cam kết cô chú anh chị rằng cô chú anh chị mua những cái sản phẩm phân bón hiện tại, nhiều những sản phẩm người ta bán chỉ có thành phần là phân trâu, giá thành hiện tại xỉ người ta đã bán lên đến 40.000 cô chú anh chị nhé. Mà đây lại là cái sản phẩm không chỉ có phân trâu mà có cả dịch chuối, đỗ tương. Thì cô chú anh chị biết rằng là cái khâu mà bọn em làm ấy thì nó rất là kỳ công cô chú anh chị nhé, mất thời gian và ủ rất là kỹ luôn. Với những thành phần như vậy thì bọn em đã phải mất rất là nhiều thời gian để mà làm ra những cái sản phẩm như thế này. Và cái sản phẩm này thì hiện tại thì rất là nhiều những người chơi lan đang cực kỳ là ưa chuộng. Được sử dụng rất là nhiều, bởi vì thứ nhất là cái giá thành vô cùng là rẻ so với cái chất lượng thực tế của nó. Cái sản phẩm này em bán chỉ có 35.000 cô chú anh chị nhé, 35.000 đó. Và bên này đây thì em có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán 40.000 cho một lọ, có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Một cái sản phẩm mà tinh dầu hồi này thì cô chú anh chị có thể lên Google biết là để search để biết thêm rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời của nó, như là người ta có thể cái cánh hoa hồi người ta có thể cho vào cái món ăn để tạo cái mùi hương, cũng như là nó rất tác dụng rất là tốt đối với cả sức khỏe cô chú anh chị nhé. Và cái dòng cây hồi này thì ở nước mình cô chú anh chị biết rằng là tìm hiểu thì biết rằng cái cây này nó là một cái cây mà dược liệu rất là quý và nó rất là tốt đối với sức khỏe. Và cái thời tiết ở cái địa phương Việt Nam mình thì ở vùng Cao Bằng với cả Lạng Sơn là hai cái vùng miền mà được cái thiên nhiên ban tặng cho cái khí hậu có thể trồng cái cây hồi này ạ. Rất là phù hợp luôn cô chú anh chị nhé. Từ cái thân lá, từ cái mùi hương của nó, có những cái thân lá của, cũng như là cái quả của nó tạo ra cái mùi hương rất là dễ chịu. Và có thể cho giúp cho bất kỳ cô chú anh chị nào có khó tính nhất về mùi hương cũng có thể thấy rằng là cái mùi hương này có thể giúp cô chú anh chị có thư giãn rất là tuyệt vời luôn ạ. Em bán là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.